Well, can you see the lesson now? Con thấy cái màn hình của lớp học chưa? Yes. All right. Good. So today we will look at the pronunciation. Hôm nay mình sẽ làm cái phần phát âm, luyện phát âm xíu. And we will look at the alphabet. How to say the alphabet clearly. Mình sẽ thực tập phát âm các cái chữ cái. Mặc dù là con đã biết rồi, nhưng mà mình luyện phát âm lại cho nó rõ ràng. Okay, so... Màn hình nó bị sao mà bạn chị cá nó bị mất hết bên. Mất hết một bên hả? Bên bên nào? Dạ bên bên trái. Ok, để có thể sẽ kéo nó qua xem như thế nào. Được không nè? Được rồi hả? Ok. Right. So we can see on the board now the alphabet, huh? Yeah. We have the red color is the vowels. So con thấy mấy cái chữ mà nó được viết thành cái màu, được in thành màu đỏ đó. Đó nó gọi là vowels, tức là nguyên âm. Okay. So vowels A, E, I, C, D, O, S, U. O, U. Okay, so the vowels, những cái nguyên âm mà mình có là A, E, I, O, U. Yes, that's right. So, we will have something now to look at. Con thấy ở đây bên này nó có cái sounds, một cái sounds ở bên này là cái phiên âm á, phiên âm của các cái chữ cái. Trong các cái chữ cái này thì mình có A, letter A, letter H, letter J, and then cái cuối cùng là cái gì nhỉ? Mà nó có âm dạ, âm A. Yeah, so mình nhìn vô cái âm trước đầu tiên, âm mà nó được ghi là E với âm Y ngắn dính lại với nhau. Mình đọc là A, A, A. Yes. A. A. Vậy thì A. Vậy thì khi mình nhìn vô bảng chữ cái, mình đọc các cái âm. Bây giờ thầy đọc một lần thứ tự các âm, rồi con nghe, con nhận ra xem ở trong cái bảng chữ cái đó còn thiếu cái chữ gì ở cuối cùng. Con thấy khoảng trống này không? Dạ. Sau thầy sẽ đọc xong con nghe xem còn thiếu cái chữ gì mà chưa có ở trong đó. Alright, so listen. Dạ. Listen now. A. B. A. Con nghe thôi, con đọc theo, nghe thôi. Hả? Nghe để chọn lại cái letter cuối cùng trong bốn cái letter mà thuộc âm A, mới nó ghi ba chữ rồi còn một chữ. Thầy đọc lại toàn bộ bảng chữ cái một lần con nghe, xong rồi con chọn lại xem còn thiếu cái âm gì, cái letter nào, thiếu cái chữ cái nào. Yeah. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cái chữ Z thì nói thêm, chữ Z người Mỹ họ còn đọc thêm một cách nữa là chữ Z. Cho nên chữ Z nó có hai cách đọc, Z hoặc là Z. Cho nên là khi con nghe hai cái chữ, hai cái âm khác nhau của chữ Z không có ngạc nhiên. Ok. Người Mỹ đọc là Z, có người đọc là Z, có người đọc là Z. Còn người Anh thì học Z thôi, không đọc Z. Ok. Right, now. So, vậy thì thông qua cái bảng thầy mới vừa đọc thì mình còn thiếu cái chữ gì trong cái âm A đây? A, âm A. A,
H J K. So mình còn thiếu letter K đúng không? Yeah, so cái cuối cùng của cái này là letter K. So mình có các cái âm mà thuộc cái này là A, H, J, K. Yeah, letter K. Chữ K mình đọc là K. Alright, now look at E. Cái âm E kéo dài. Thì mình có các cái letter B, C, D. And then chữ gì nữa? E. E, right? E rồi chữ gì nữa? G. G, okay, yep. G. What else? E, G. So, mình nghe lại để mình chọn thử xem á. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. P, yep. Anything else? T. T, good. D. And the last one is V, right? Yeah. So, đó là những cái âm mà mình thuộc, những cái letter, những cái chữ cái mà nó có cái âm E kéo dài. Alright, and now look at E. E, tức là cái âm E, chứ không phải là chữ E tiếng Việt á. E. So, we have F, L, M. Rồi bây giờ có thêm cái gì nữa nhỉ? N. M. Yeah, L, M, N. What else? E, F. Sorry, F, L, M, N, O, P, Q, R, S, đúng không? Nó có chữ S, E, S, yep. T, U, V, W, X. So we have three more letters, okay? We have three more letters. Yes, okay, give me a second, give me a second. Okay, so we have E sound with F, L, M, N,
S-X. Yeah, bây giờ mình sẽ nhìn vào cái âm I. I thì mình có là một letter I rồi. Tiếp theo mình có được chữ gì nữa nhỉ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So âm gì có chữ I? Y. Yep, very good. Mm. So O, now look at O. We have only one letter with O mà thôi. À, một cái âm duy nhất là letter O. So mình xong rồi. Bây giờ tới âm U là cái kéo dài. U, U kéo dài. À, âm U, long U, nó là long tức là âm kéo dài là U. And we have letter Q already. Vậy bây giờ còn thêm cái chữ cái nào nữa đây? Q. Q. Yeah, letter Q có rồi. Bây giờ thêm hai cái chữ nữa, hai cái letters nữa. Hai chữ cái nữa. Đó là chữ gì mà có âm ư kéo dài? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, V, W. Yep, so we have two more. That U and W. All right. Yeah, so the last two. And then R, we have only one letter with the sound R. Okay. Yes, it's easy, but we have to sound correctly when we speak English. Nó đơn giản, nhưng mà khi mình cần phải đánh vần một cái từ nào đó, hoặc là con dùng cái cách đánh vần của mình để mình học từ vựng, thì mình nên đọc cho đúng luôn. Okay, so mình có âm A thì gồm có four letters, đúng không? Bốn cái chữ cái. Nó đọc lại thì bốn cái chữ cái này xem nào. Thấy mũi tên được chỉ bài không? Yeah, yeah. So can you say them please? Con đọc bốn cái chữ lên xem nào. A. Yep, A and then chữ H đọc như thế nào? A and then H. Okay. So A, H and then chữ gì? J. Chữ này đọc là chữ J, không có chữ E. Tức là nó là chữ này đây, thấy không? Trên bảng chữ cái của mình á, sau chữ I, sau letter I, letter J. Okay, and then now, the next one. K. J, K. Alright, good. Now, look at E sound. Mình nhìn vào cái âm E. Thì mình có các cái chữ cái mà chứa cái âm này, nó dùng cái âm này. Vậy thì con đọc các chữ, cái chữ cái lên xem nào. B, C, D, E, E, L, D, D. Ở đây không còn là nằm trong bảng chữ cái mà theo cái âm. Cho nên mình có là B, C, D, E, G, P, T, V. Yes, so can you say that again? B, C, D, E, G, P, T, P. This is a P, P. Hai môi gặp mạnh lại, phát âm P. P, yes. T, V, yes, that's right. And now look at the sound E.
in those letters, trong những cái chữ cái này, đó là chữ F, L, L, E, xong rồi cong lưỡi lên phát âm L, L, L. Yeah, and then tiếp theo mình có chữ M, M, rồi N, N. À. Tiếp theo là as, as. À, X. Okay, yep, good. And now I thì mình có I and Y. Yeah, I and Y. So, hai cái chữ cái y ngắn và y dài mình đọc khác nhau trong tiếng Anh. I, Y, I, Y. À, khi con đọc cái âm I, đây là những trong tiếng Anh nó gọi là nhị trùng âm, nhị tức là hai, trùng âm tức là đi cùng với nhau. À, nhị trùng âm tức là hàm một cái pair đi chung với nhau, một cặp đi chung với nhau. Vậy thì mình đọc là a i i a i, đọc nhanh lên a i i. À, chứ không phải như tiếng Việt của mình đọc là ai ai i am, no, không phải như vậy, mà là i i. Yeah, so letter i i, yes, very good. And then letter y y y. Right, and now o. Oh, yeah, oh, 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 that are all. All right, good. And then, ooh, thì mình có Q, yeah, Q, U, yep. And W. Okay, the letter cuối cùng có cái âm là R, R. Okay, so, yep, bây giờ con đọc lại toàn bộ cái chữ cái xem nào. A. E, A, E, C, D, E, A, A, F. Okay, now listen. A, B, C, D, E, F, F. E, F, âm E đi với âm F, đọc F, F. Yes. G. G, 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 yeah. H, H, yeah. H, I, 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 nhớ là I, 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 I. Yep, and then J, 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 K, K. 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 Yeah, K already, yes. And the next one? L. L. M. 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 And then N, right. M, N. That's right, N. N. O. B. P, yes. P, Y. No, this one, this one, this one. Q. P, Q, yep. Mm. And then R, R, yes. All right. Next one. We say as, as. H, as. Yep. T, T. U, not u. Con lưu ý đây là cái khi nhìn vào letter nó khác, nhìn vào chữ cái nó khác. Còn khi nào mà nó có hai cái gạch xuống như thế này nó mới là âm, thì lúc đó đọc là ư kéo dài, phải không? Còn một chữ cái viết bình thường không có hai dấu gạch, không có gì hết, thì nó là cái chữ cái bình thường mà nó âm là u. À, ok, u xong tiếp theo là gì nhỉ? V. V, yes, very good. And then y, y. V, w, w, yeah. S, s. Nó khác biệt tí S, xíu S. Trong cái chữ S and chữ X, tức là trong cái âm X sẽ nó có âm giống như âm K. X, 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 X. À, and then tiếp theo Y, Y, yes. Y. Z, Z. Z or Z, Z. À, ok. So, tí xíu mình sẽ thực tập đánh vần nhiều hơn. Bây giờ con nghe thầy đọc một lại một lần.
Thầy đọc lại toàn bộ cái chữ cái con chỉ nghe thôi, xong tí xíu thầy đưa một cái từ nào đó ra, hoặc là nhìn vào trong sách của mình có một cái từ thì con căn cứ vào đó con sẽ đánh vần. Okay. Yeah. So listen. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. All right, easy, đúng không? Dễ lắm đúng không? Okay. So now we have something else to do. Mình dùng những cái âm của mình luôn, nhưng mà mình sẽ áp vào các con số này để mình phát âm. Okay. Yeah. So từ số 1 đến số 10 con nhìn thấy không nhỉ? Dạ thấy. Dạ thấy. All right. So những con số về spelling thì con đã biết rồi, bởi vì trong cái lớp 7 của con thì là easy đúng không? Yeah. Mình học biết rồi, nhưng mà vấn đề là mình phát âm. Vậy thì number số 0 nó đọc là O hoặc là zero. O zero. Sao con thấy nó giật không rồi? Yep. Bây giờ tiếp tục là mình có số 1 đọc như thế nào nhỉ? One. One. And yep. Số 2. Two. Three, two. One, two. Yep. One, two. And then tiếp tục là số 3. Three. Mình đọc là? Three. 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 Yep. Three. Mình bây giờ mình tập nghe rồi hôm khác thầy chỉ với con cái các cái âm trước nữa, xong chúng ta sẽ tập phiên âm các cái từ để mình nhận ra khi mình nhìn thấy cái phiên âm của một từ nào đó thì mình tập đọc phát âm luôn. Okay. So O, one, two, three. Three của số 3 giống như âm thờ. Thờ đưa lưỡi ra ngoài tí xíu giữa hai hàm răng, tống hơi ra kẽ răng của mình, phát âm thờ. And then re, đọc nhanh lên. Three. 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 Yes. Okay. And now four, five. Five. Number four thì âm tận cùng nó không có âm gì hết, nhưng mà đối với số 5 phía sau nó có cái âm v, so mình đọc là five. 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 Yes. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Nhớ cái âm cuối, tiếng Anh rất là quan trọng cái âm cuối. Mình đọc không có âm cuối là con nó có thể xuất hiện, nó cho mình đọc một từ khác. So mình phải đọc cái âm cuối của nó khi mình đọc từng từ như thế này. Đó. Số 9. Nine. Nine. Yep. Số 9 tận cùng là âm n. Mình thấy số 9 chữ nine nó có âm n phía sau. Nine. Yes. Nine. Okay. And number ten. Ten. Nó có âm n phía sau luôn. Ten. N nhẹ thôi. Đó. Âm n đọc rất là nhẹ. Tức là cái âm mà phụ âm. Đó. Trong cái chữ n nó có chữ n tận cùng âm n đó. Đó. Thì những cái đó từ từ thầy chỉ con thêm. Now so bây giờ đọc từ số 1 đến 10 xem. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Yeah, three, four. 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 Five. 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 Yep. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Alright, good. So chúng ta chú ý vào các cái số này bởi vì nó có những cái âm tương đối đặc biệt so với tiếng Việt của mình. Thứ nhất là số 3. Hả? Tiếp theo là con số 5, số 8, bởi vì nó có các âm cuối hơi khá đặc biệt mà tiếng Việt mình không có. Số 3 thì có các âm đầu đặc biệt. Mình nói là number 3. Người ta không nói tree or three hay gì đó, nhưng mà three, đọc nhanh lên. Three. 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 Có nhìn thấy cái miệng với lọ môi miệng của thầy trên cái video không? Three. Three. And number 5, number 5 thì mình sẽ phát âm là f i v, f i v, 5.
All right, number eight. Number eight. Tại vì bữa nay con chưa quen với các cái âm, cho thầy chưa có phiên âm. Nhưng bữa sau là thầy sẽ phiên âm ra, rồi mình nhìn cái âm đó mình đọc được. Hả? Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bữa nay mình sẽ tập trung vào những cái phát âm của các cái chữ cái này, của các con số này. So, mình sẽ luyện tập cách phát âm như thế nào. Okay, so bây giờ thì mình sẽ practice spelling. Spelling. Spelling tức là gì? Khi trong tiếng Anh mà spelling là con sẽ đọc từng chữ cái ra. Okay, đọc từng chữ cái ra. Alright, so bây giờ mình có số 6 thì con spell như thế nào? S-I-S-S-E-E-S-S như thế nào đây? Hình như là không nhớ cái chữ cái bên trên đúng không? Mình sẽ spell là cái gì đây? S-I-X S-I-X X X là giống như E X, có cái chữ giống như vậy, bởi vì âm K bên trong đó. S-I-X. Okay, sao con nhớ nhá? Hôm nay là nhớ các cái âm mà trên cái chữ bảng chữ cái á là một, và cố gắng đọc được đúng các chữ cái để khi mình đánh vần từ. Okay, hôm nay là cái điểm trọng tâm ở chỗ đó. Con học thuộc cái đó thôi, nhớ những cái đó để mà mình đọc cho đúng. Đánh vần giùm thầy cái number 4. F-O-O-O-O-O. F-O, xong rồi tiếp tục là gì? U. Chữ U mình đọc là U, ok? Letter U. So, F-O-U. And chữ cuối cùng trong cái số 4 đó là R. Yes. So mình có F O U R và được đọc là 4. 4. Number 4. Okay. Yep. Now look at number 5 and spell. Can you spell number 5? F E V E F I V E, not F E, F I. F I V E. Yeah, 5. F I V E. 5. Okay, now number 8. Can you spell number 8? E I Z H. H. Chữ H đọc là H. Okay. So E-I-G-H-T. Very good. So number 8, E-I-G-H-T. Yep. Và mình đọc chữ này là 8. Yeah, that's right. Can you spell number 7? Alright, chữ đầu tiên, cái chữ cái đầu tiên trong cái số 7 đó là chữ S. S E V E N 7. S E V E N 7. Alright. Now look at cái chữ số 3. 3. Three. Yeah. Now, can you spell number 3? T-H-A. And the error, đọc như thế nào? R. Okay, good. E. Yes, okay. T-H-R-E-E. All right. Number 2. Can you spell number 2? T-W-O. All right, good. T-W-O. Can you spell number 9? N-I-N. Okay, good. N-I-N-E. Yep, that's the one.
All right, so now we will say from 1 to 10 again. Mình sẽ nói lại từ số 1 đến số 10 cho phát âm đúng luôn á. So, số đầu tiên 1. Tiếp theo 2. 3. Okay. 4. 5. 5. Yes. 6. 7. 7. 8, 9, 10. Okay, 10, not 10 á, không có 10 á. Okay, mình không có nói 10 mà mình nói 10. T-10. Yes, so now listen again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, so 10 con số, cái phát âm như vậy. Ok, thầy tập và hôm nay mình luyện phát âm cho nên là cả đề con để ý như vậy. Quay lại với cái của mình lúc nãy là các cái chữ cái và cái âm của các chữ cái. Cái sound là cái âm này. Có thể là con nghe mấy con nhớ không, nhưng mà thầy đang thu cái video lại. Xong rồi thầy sẽ convert, thầy chuyển đổi, thầy đưa lên YouTube cho con xem. À, cái lớp học của mình đang được thu âm lại. Ok, so khi con xem thì con sẽ luyện cái nghe lại cách thầy nói chuyện rõ ràng hơn từ các cái âm nhỏ nhỏ, con để ý rồi con bắt chước con nói lại. Ok, yep, so mình sẽ nhìn lại các cái âm rồi các cái chữ cái. Sounds là âm, còn letters là chữ cái. So mình có cái âm A. A thì các chữ cái mình có đó là A, H, J, K. Đối với âm E thì mình sẽ có các chữ cái mà mang cái âm này. B, C, D, E, G, P, T, V. Đối với cái âm E thì mình có các cái chữ cái mang cái âm của nó, đó là F, L, M, N, S, S, S. Okay, and then X. Sự khác nhau giữa cái S and X ở đây. Chữ S nó chỉ có E đi với S, 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 S. Nhưng mà trong cái âm X thì nó có một cái âm K chính giữa. E, K, S, E, X. Đọc nhanh lên, X. Alright, yep, that's it. And now look at the it's cái âm I. Âm I thật ra là âm A đi với âm I, nên mình đọc là I. A đọc nhanh lên, A I A I I. Yep. And mình có hai cái chữ cái mà nó mang cái âm này, đó là chữ cái I and chữ cái Y. Nè. So I Y. And now âm O. O. Đi với U, đọc nhanh lên O, O. Yes, and then mình có một cái chữ cái mang cái âm này thôi, đó là O, O. Alright, and now chữ U kéo dài, âm U mà có hai chấm, viết giống như chữ U mà có hai chấm, gạch xuống thì là cái âm U kéo dài, hai gạch sổ như vậy. So, mình sẽ có các cái chữ cái mà mang cái âm này, đó là Q, U, W. Yeah, Q, U, W. Nhớ chữ cái đọc là U, nhưng mà cái có hai gạch và hai chấm đọc là U kéo dài. U. Alright. And then chữ, cái âm cuối cùng trong cái loạt này mình có là cái âm R. R. Thì mình có một chữ cái mang cái âm này, đó là chữ R. 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 Okay, good. So, bây giờ tập nhìn vào các cái động từ mà trong lớp thầy hay nói nè. Ví dụ như thầy nói cái chữ gì là con hiểu liền, con không có làm sai theo cái yêu cầu. Ok, mình có ví dụ chữ listen. Khi thầy nói listen là con chỉ lắng nghe thôi, con không làm gì hết. Đó, listen. Ok. Rồi cái cô gái mà trong cái số 2, number 2 thì cô ta đang làm gì đây? Đọc. Cô ta đọc, và thầy đọc, mình có động từ đó là gì nhỉ? Đọc là gì? Học rồi ở lớp 7. Read. Yeah, read tức là đọc. Read. Ok.
Trong số 3, số 3 thì hai người làm cái gì nhỉ? Anh giúp bàn phần xích qua chứ hả? Con nhìn không rõ hả? Dạ không, thầy kéo nó xích qua. Xích qua bên trái hay bên phải? Dạ bên trái thầy. Ok, được chưa? Xích qua. Ok, yep. So mình có động từ read. Rồi hai người này đang làm gì đây? Nói chuyện thì mình dùng chữ gì đây? Ask and answer, đúng không? Nói chuyện answer với nhau, yep. Hai người này là đang ask and answer. Yep. So, now look. Mình sẽ điền vô đây là hai người nói chuyện thì sẽ hỏi và trả lời. Ask and answer. Okay, ask and answer. Number three xong rồi. Giờ number four, anh này đang làm cái gì nhỉ? Look at page. Nhìn vào cái trang bao nhiêu. Mình biết cái động từ. Thật ra này dùng trên lớp. Trên đây thì thầy kéo rồi, con chỉ có một cái trang con nhìn thôi. So mình cũng học cái từ để biết là look at page. Tức là bạn này sẽ phải nhìn vào cái trang nào đó trên sách. Okay, and trong đây thì mình sẽ có cái từ look at page. Look at page. Number 5, theo con là chữ gì? Number 5. Viết là gì? Viết là chữ gì nhỉ? Viết thì là chữ gì nhỉ? Write. À, mình có động từ write, động từ viết. Write. Ok, write. So, thầy sẽ viết lên đây xong khi con xem video lại. Yeah. Con sẽ biết được yeah. cái chữ đó chữ gì và mình học luôn. Alright, so mình có một là listen, chứ là nghe. Hai, read, đọc. Số 3 là hỏi và trả lời. Ask and answer. Number 4, look at the page. Tức là bạn này đang tìm một cái trang nào đó để xem như yêu cầu của cô giáo. And then number 5, write. Write. Okay. Now. Number 6 thì mình có cái gì nhỉ? Number 6 theo con nó động từ gì? Cầm cái bút và chỉnh sửa lên. Đó là correct. Correct tức là sửa. Sửa. Hình như là không phải. Không phải correct. Cái này là để coi cái gì đây. Một cái tay viết và lên đó. Complete thì phải, tại vì cái đó là bạn có một khoảng trống bạn ấy điền vào đúng không? Có điền cái kia nhỏ đó hả? Complete thì đúng hơn. Yep. So complete tức là hoàn thành. Ví dụ thầy nói con hoàn complete cái gì là sentence. Complete the sentence with the word. Ví dụ thầy nói thầy con hãy hoàn thành cái câu với cái từ được cho. Thì cái đó là chữ complete được sử dụng. And then cái number 7 thì mình có cái động từ gì để phù hợp? Với nhau từ bên trái qua bên phải. Con nhìn thấy cái hình không? Yeah. Vậy thì mình có động từ như vậy được dùng là động từ match. Tức là kết hợp lại. Con match cái cột bên tay trái với cột bên tay phải. Bởi vì một những cái từ thầy sẽ dùng ở trên lớp của mình khi thầy nói chuyện. Khi vậy là dùng bằng tiếng Anh trên lớp học của mình luôn. Thì chúng ta sẽ dùng những động từ này. Thì mình làm quen với nó. Now, number 8. Number 8. Cô giáo. Cái cô có mái tóc đeo kiến rồi nữa. Nói window. Cái bạn trai ở dưới nói lại window. Vậy thì là Repeat. Chứ không phải repeat. Repeat.
Bạn nhấn âm P. Nhớ letter P của mình không? P. Repeat. Ok, repeat tức là lặp lại. Good, repeat. Rồi, repeat là như vậy. Bây giờ number 9 đó, bạn kia viết sai. Cho nên là cô giáo gạch ngang cái xong mới sửa lại. Thì chữ đó chính là sửa, chỉnh sửa, điều chỉnh. Là chữ correct. Correct. Correct tức là sửa, làm cho nó đúng. Correct. And number 10. Let's say check your answer. Number 10. Thấy chữ check your answer nằm bên trên cùng này không? Yeah. Tức là đánh dấu vào những câu nào mà đúng. Check, nó có những cái dấu check là dấu này. Check vào đó, check. Ok, so alright, so mình có chữ ở đây là check your answer. Kiểm tra lại cái câu trả lời của mình. Check your answer. Cầm hai cái hai bên so sánh với nhau để mà mình nhận ra câu nào đúng, câu nào sai. Ok, hiểu không nào? Yep, and cái cuối cùng read the tip, tức là đọc cái mẹo, cái thủ thuật để mà làm cái gì đó. So, cuối cùng thì mình có là chữ read the tip. Chữ dài quá, không chỗ, không đủ chỗ. Read the tip. Ok, thầy thu nhỏ lại xíu như vậy. Read the tip. Alright, so bây giờ mình đã có các chữ hết rồi. Number one là listen. Listen. Không đọc là listen, mình đọc là listen. Listen. Yeah. So how do you spell listen? Là nghe. Nghe, nhưng mà spell, spell là đánh vần nó lên. Vậy thì listen, L-I-S-T-E-N. Listen. Listen. Alright, yep. Động từ read. How do you spell read? Read là đọc. Spell it now. Read. How do you spell? R-E-A-E. Very good. R R E A D. Read. Yes, very good. Number 3, mình có ask and answer. How do you spell ask? Ask là hỏi. And answer, answer là trả lời. Hỏi và trả lời. Vậy thì ask, how do you spell? A-S-K. A-S-K. Yes. Right. A N W W S W E E R. Okay. Hình như vừa học vừa chat với ai hay gì vậy? Dạ đâu có đâu hả? Nghe đánh tập 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 tập. Dạ cái bài. Đánh vô bài hả? Ok, thật ra thì con cũng không cần đánh đâu. Mình thì xong lớp thì gửi cho con video, con xem lại, hiểu không? Xong lúc đó con ghi chú cái gì thêm để mình nhớ thì ghi. Bởi vì tất cả đều được thu video là hết rồi. Alright. So now, so we have that. Listen, read, ask, and answer. Alright. Now we have the word look at the page. Hãy nhìn vào trang, trang số bao nhiêu đấy. Thì thật ra là có chấm 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 nhưng mà thầy không có chỗ, người ta không, thầy không có ghi chấm chấm ở đây. Nhưng mà look at the page tức là nhìn vào cái trang số bao nhiêu. Vậy thì mình có look thì đánh vần chữ look như thế nào đây? Look. L O O K O A A T A E A Z. Okay, chữ page. Nó đánh vần là P
P-A-G-E. P-A-G-E. Page. Page. So mình có cái chữ này, có cụm từ này. Look at page. Look at page. Alright. Now động từ write. 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 Và how do you spell write? W-R, letter R, the error of the R. W-R-I-T-E. Yeah, so mình đọc chữ này là write. Write. Okay. Động từ complete. Complete. How do you spell? C-O-M-B-O-O. N-L đọc là gì? L. L. Yep, and then L. Tiếp tục. E. Okay, yep, so chữ complete mình có các cái chữ cái là C-O-M-P-L-E-T-E. Complete. Okay, yep, good. Number seven. Mình có chữ match. Match. How do we spell match? M-A-T-C-H. Very good. M-A-T-C-H. Alright, mình có chữ repeat trong number eight. Repeat. How do you spell repeat? R-E-P-E-A-T. Okay, very good. So R-E-P-E-A-T. And được đọc là repeat. Okay, now mình có number 9, correct. So how do we spell correct? C-O-R-E-T. Okay, good. So we have C-O-R-R-E-C-T. So, một điểm mới nữa mà mình để ý là khi trong tiếng Anh nó có hai cái chữ cái giống nhau đi liền nhau, người ta sẽ đọc là double. Có biết cái đó rồi đúng không? À, vậy thì mình sẽ đọc là double R. C-O-R-R-E-C-T. Correct. À, có thể sẽ đọc được cách như vậy. Now, number 10. Check your answer. Hãy kiểm tra cái đáp án, kiểm tra cái câu trả lời. So, mình sẽ... À, sorry, cái chỗ này chữ trả lời nó có số nhiều đó hả? Để sửa lại. Thêm một chữ S vào. Oops, sorry. Thêm chữ S vào tận cùng cho nó đúng như cái câu trên. So, check your answers. Vậy thì mình có... Check your answer. Check. How do you spell check? C-H-E-C-K. H. H. Now, your. Đánh vần là your. Thì đánh vần như thế nào đây? Y-O-U-R. Your. Okay, yep, your. And then answers. Những cái câu trả lời. Vậy thì những câu trả lời mình đánh vần là A-N-A-C-W-E-S. Okay, so chữ answers mình đánh vần là A-N-S-W-E-R-S. A-N-S-W-E-R-S. Alright. Number 11, chữ cuối cùng, read the tip. Chữ read lúc nãy mình có rồi, bây giờ chữ the tip, the thì mình đánh vần là
T-H-E. T-H-E. Yeah, tip. Tip thì đọc là, đánh vần là. T-I-P. Yep, T-I-P. Ah, so okay, so read the tip. Yeah. All right, now. Say again these words. Con sẽ nói lại các cái chữ này. Một là. Listen. Listen. Yeah, listen. Listen. Two. Read. Read. Yes. Three. Answer. Ask and answer. Number three. Ask and answer. Okay. Number four. Look at. Look at. Look. À, không có look, look thiếu chữ cờ tận cùng của chữ look, động từ. À, look at page, look at page. À, yep, and then now, five. Động từ viết là write, write. Okay, yep. Number six, complete, complete. Yes, and then match. Match. Number eight. Repeat. Yeah, repeat. Repeat. Yes. Repeat. Number nine. Correct. Correct. Can you check your check your answers? Check. Yes, yeah, all right, yeah, and number 11. Read the tip. Read the tip. Okay, read the tip. Okay, so that's something. Vậy thì hôm nay là mình nhớ các cái spelling, cách mình spelling một từ và các cái cách phát âm của chữ cái trong tiếng Anh. Hai cái điều đó bữa nay mình học thôi. Yeah, cho nên là con thầy sau khi thầy lưu lại video rồi, thầy sẽ đưa lên YouTube, thầy đưa gửi cho con một cái đường link, con xem lại và ôn tập và tự ôn tập lại những cái chữ này. Thì những cái chữ này mai mốt lên lớp thầy sẽ nói lại. Okay? Yes, so trước khi mình dừng lại, thầy đọc lại bảng chữ cái một lần, rồi thầy đọc lại các cái âm ở bên này một lần nữa cho con nghe và con nhớ lại. Okay? Và thầy cũng đọc hết các cái chữ bên số 3 luôn. Còn numbers thì easy, có con số này mai mốt mình luyện tập tiếp tục thì thầy sẽ nói lại, không sao hết, nhưng mà hai cái này là quan trọng. Okay, so now listen. A, B, C, D. Okay, give me a second. Thầy phải extend cái giờ để nó đóng lớp. Okay, now again, thầy đọc lại. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright, and then now, những cái âm, những cái sounds mà các cái chữ cái nó có, nó chứa cái âm đó. Âm đầu tiên A. A thì mình có các cái chữ cái A, H, J, K. Bây giờ đến cái âm E thì mình có các chữ cái B, C, D, E, G, P, T, V. Nào chúng ta nhìn vào cái âm E. Âm E ngắn thôi thì mình có các chữ cái là F, L, M, N, S, X. Đọc lại, không phải X mà là X. Chữ cuối cùng đây trong cái dãy này là mình đọc là X, không phải X hả? Alright, and now âm I. I thì mình có chữ cái I và chữ cái Y. I, Y. Âm O thì mình có một cái chữ cái thôi, chữ letter O. O.
U kéo dài thì mình có cả ba chữ cái ở đây. Chữ thứ nhất Q U W, Q U W, and chữ cuối cùng R. Cái âm cuối cùng là âm R. Trong cái giải này thì mình có một cái chữ cái, đó là R, letter R in English. Ok. Yep. Các động từ. Các động từ của mình. Number one, listen. Two, read. Three, ask and answer. Four, look at page. Look at page. Five, write. Six, complete. Seven, match. Match. Eight, repeat. Repeat. Nine, correct. Correct. Number 10, check your answers. Check your answers. 11, read the tip. Read the tip. Okay, so chú ý vào, con chú ý vào cái số 3A và số chú ý vào số 1A này. Và chú ý vào số 3A trong cái bài học của mình hôm nay. Các cái phần khác thì là luyện tập thêm, thầy không chú ý, nhưng thầy muốn con là hôm nay trong cái bài học này là con phải để ý đến cái cách đọc của các cái chữ cái là một, chú ý đến các cái động từ mà chúng ta sẽ dùng ở trên lớp của mình là hai, hai điểm đó quan trọng hôm nay. Ok. Yes, so it's time to say goodbye. Thầy sẽ đóng cái lớp học của mình, xong thầy sẽ thu, thầy sẽ gửi cho con cái đường link video. Trong khoảng chừng 15 phút nữa thầy gửi cái đường link video để con xem lại khi con rảnh. Ok. And we will talk again tomorrow. Ngày mai mình sẽ gặp lại cũng lúc 11 giờ. Ok. Hả? Chung phải 9 giờ. 9 giờ thì để thầy coi, không biết thì có làm được kịp hay không. Tại vì 9 giờ thầy sợ mai thầy có lớp, cho nên là không được, cũng 11 giờ luôn. Ok, so yep, see you tomorrow at talk to you tomorrow at 11. Goodbye. Goodbye. Goodbye.